Nhắc đến nhạc sĩ Y Vân, người ta sẽ nghĩ ngay đến những ca khúc mà hầu như ai cũng nhớ và có thể ngâm nga bất chợt một đoạn trong bài hát. Nổi tiếng nhất có thể kể đến như 60 năm cuộc đời, Ảo ảnh và đặc biệt là ca khúc Lòng mẹ. Quý vị đang nghe bài viết Cha đẻ ca khúc Lòng mẹ và những giai thoại tình yêu trong các tình khúc bất hủ. Giọng đọc Lê Trang, âm nhạc Tư Vũ, hậu kỳ Kata Khánh Trang trên tạp chí Đáng Nhớ, tạp chí Tiếng Việt tại Hoa Kỳ. Nhạc sĩ Y Vân, tên thật là Trần Tấn Hậu, quê gốc ở Thanh Hóa, sinh năm 1933 tại Hà Nội, mất năm 1992 tại Sài Gòn. Thuở thiếu niên, nhạc sĩ Y Vân từng theo học nhạc với giáo sư nhạc sĩ Tạ Phước. Ông đã tập tành sáng tác nhạc từ rất sớm. Năm 17 tuổi, ông đã tham gia chơi nhạc tại các tụ điểm giải trí để kiếm tiền phụ giúp gia đình. Sinh ra trong gia đình khó khăn, nhạc sĩ đã ra đời bươn chải từ rất sớm. Ông cũng là một trong những nhạc sĩ hiếm hoi của Việt Nam sống trọn vẹn bằng âm nhạc. Từ chơi bass, guitar trong các ban nhạc, dạy đàn, sáng tác và sau này là hòa âm phối khí, viết nhạc phim, cộng tác viết nhạc cho các đài phát thanh, truyền hình. Năm 1954, người cha qua đời, nhạc sĩ Y Vân cùng mẹ và hai em chuyển vào Sài Gòn sinh sống. Đất mới nhiều thử thách, người mẹ nhọc nhằn may vá đêm ngày để nuôi con thờ chồng. Thương mẹ, nhạc sĩ Y Vân đã viết ca khúc Lòng mẹ. Một bài hát mà mỗi khi giai điệu và ca từ của nó cất lên, ai cũng có thể chảy nước mắt. Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình, dạt dào. Tình mẹ tha thiết như dòng suối hiền, ngọt ngào. Lời mẹ êm ái như đồng lúa chiều, rì rào. Tiếng ru bên thềm, trăng tà soi bóng, mẹ yêu. Nói về bút danh Y Vân, đó cũng là một câu chuyện rất đặc biệt của người nhạc sĩ tài hoa. Năm 19 tuổi, một lần đang lang thang ở Hồ Gươm, Trần Tấn Hậu đã nhìn thấy một thiếu nữ mặc áo dài trắng, ôm cặp bước về phố Tràng Thi. Tấm lưng thon, bờ vai nhỏ, mái tóc dài buông xõa đã khiến trái tim chàng trai 19 tuổi xao xuyến. Ông chạy theo với ý định làm quen nhưng không kịp. Từ đó, ngày nào chàng trai Trần Tấn Hậu cũng đi bộ từ phố Tràng Tiền qua phố Tràng Thi với hy vọng gặp lại cô gái. Rồi một lần, ban nhạc mà nhạc sĩ đang là thành viên bị giải thể. Ông chưa biết xoay sở mưu sinh ra sao thì được người bạn giới thiệu cho một mối dạy đàn mà học trò lại chính là Tường Vân, cô gái mà ngày đêm ông mong nhớ. Trần Tấn Hậu làm gia sư khoảng nửa năm thì chinh phục được học trò Tường Vân. Tình yêu của họ nhen nhóm rồi phát triển từng ngày. Đến khi Tường Vân công khai với gia đình về mối quan hệ của hai người thì gia đình phản đối kịch liệt. Dĩ nhiên, hợp đồng gia sư của nhạc sĩ cũng chấm dứt từ đó. Bị gia đình cấm cản nhưng họ vẫn lén lút hẹn hò và mối tình này đã tạo cho chàng trai Trần Tấn Hậu nguồn cảm hứng để sáng tác rất nhiều tình ca bất hủ. Trong đó, ca khúc đầu tiên ông viết tặng người yêu có tên Tình ca nở giữa mùa đông với bút danh Y Vân. Y Vân có nghĩa là yêu Vân. Không bao lâu thì mối tình vụn trộm của họ bị phát hiện. Gia đình đưa cô gái sang Pháp du học và họ cũng không còn liên lạc với nhau kể từ đó. Bên cạnh ca khúc Lòng mẹ, bài hát Ảo ảnh của nhạc sĩ Y Vân cũng có nhiều giai thoại thú vị. Nhạc sĩ Y Vân lập gia đình năm 1963, lúc này ông đã là trưởng ban nhạc Y Vân danh tiếng ở Sài Gòn, cùng với sự cộng tác của các ca sĩ danh tiếng Thanh Thoại, Tuyết Mai, Mai Hương. Một buổi trưa năm 1965, từ đài phát thanh, Y Vân dắt xe máy ra cổng chuẩn bị về, thì có một chú bé chạy đến mời ông vào quán nước gần đấy. Nơi đây, một thiếu nữ khá xinh ngồi chờ sẵn.
Chú bé giới thiệu đó là chị gái của mình, tên Huyền, đang là sinh viên Đại học Văn khoa Sài Gòn. Huyền có đôi mắt to, đen và buồn. Trên áo của nàng có một mảnh tan đen. Theo phép xã giao, nhạc sĩ ngỏ lời chia buồn, nhưng cô gái lắc đầu nói không có người thân nào qua đời, mà mảnh tan này chính là để dành cho mối tình của cô và nhạc sĩ. Cô gái vốn là con của một địa chủ tiếng tăm ở Long An, được gia đình gửi lên Sài Gòn trọ học. Huyền rất thích âm nhạc và ca hát, đặc biệt là thích những bài hát của tác giả Y Vân. Việc học bê trễ, mấy năm liền chẳng đậu thêm được chứng chỉ nào. Thấy vậy, bố đã ép hai chị em Huyền về quê và ép gả Huyền cho một anh trung quý hải quân. Sau khi bàn tính, cô và em trai trốn nhà lên Sài Gòn. Huyền phải tìm việc làm để mưu sinh và nuôi hy vọng có một ngày sẽ được cùng người trong mộng kết tóc xe tơ. Sau nhiều lần dò hỏi thì biết chắc nhạc sĩ Y Vân đã có gia đình. Huyền làm một mảnh tan đen và sau đó luôn đeo ở trên áo. Thoáng thốt trước câu chuyện ấy, nhạc sĩ Y Vân đã viết nên ca khúc Ảo Ảnh. Tuy nhiên, khi được hỏi về hình ảnh cô gái tên Huyền trong ca khúc nổi tiếng này, bà Trần Thị Minh Lâm, vợ của cố nhạc sĩ cho biết, người tình trong bài hát tên Huyền chỉ là sự tưởng tượng của chồng bà khi sáng tác và cũng không có một người con gái nào tên Huyền như người ta vẫn đồn đại. Bà cũng khẳng định, nhiều năm qua nhạc sĩ sống rất nghiêm túc với gia đình. Sống với nhau 23 năm, nhưng bà chưa hề thấy nhạc sĩ có thêm một bóng hồng nào khác. Mối tình với cô gái tên Huyền trong ca khúc trên chỉ là một câu chuyện được đồn thổi. Tuy nhiên, nhiều báo tưởng thật đã dẫn lại mà không tìm hiểu rõ ràng. Nhạc sĩ Y Vân là nhạc sĩ tiêu biểu của nền tân nhạc Việt Nam thập niên 1950 đến 1990. Đến lúc nhắm mắt xuôi tay, ông đã để lại cho đời gần 200 ca khúc. Đó không chỉ là Lòng Mẹ, 60 năm cuộc đời hay Ảo Ảnh, mà còn là Đồi Thông, Ngăn Cách, Đêm Giả Từ, Phổ Thơ Thể Vân, Đừng Lừa Dối Nhau, Người Em Sầu Mộng, Phổ Thơ Lưu Trọng Lư, Hãy Yêu Tôi, Phổ Thơ Đinh Hùng, Những Bước Chân Âm Thầm, Phổ Thơ Kim Tuấn, vân vân. Tất cả đều là những nhân chứng của bao kỷ niệm, giai điệu bất tận ấy như người bạn đồng hành của công chúng yêu nhạc.